Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện 3D bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trong video này, Thiện sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em về một con bù lông pin của thương hiệu Hukan ha anh em. Hôm nay thì Thiện lại tiếp tục về để phục vụ anh em ha. Thì hàng về lần này thì nó có tăng giá một tí, nó tăng nhẹ thôi anh em ha, tăng 50.000 so với giá cũ. Và mẫu mã thì nó cũng sẽ khác với lại cái con cũ tí luôn ha. Đó. Rồi thì bên trong thùng sẽ gồm những thứ sau cho anh em nè. Đây, một phiếu hành chính hãng của thương hiệu Hukan ha anh em. Một cái catalog ha, catalog này thì cũng không quan trọng lắm. Rồi tiếp tục là những đồ chống máy nè ha anh em. Thì trong đây sẽ có cho anh em là một cái dây đeo. Thì cái dây đeo này sẽ thích hợp cho những anh em mà mình sử dụng máy trên cao ha, mình bắn tôn, bắn bít, mình bắn chấm thấm thì mình nên sử dụng cái dây đeo này. Mình đeo vô người và một cái móc này mình móc vô máy ha anh em, để tránh tình trạng là nó mình có vô tình vô ý gì đó nó rớt thì nó cũng có cái hay để nó an toàn cho cái máy chứ không bị rớt xuống ha. Bởi vì con máy mà motor từ anh em rớt trên cao xuống á thì cái 500 trong này nó rất là dễ bể ha, mà khi nó bể rồi thì nó sẽ không đảm bảo được độ bền để mình sử dụng lâu dài ha anh em. Tiếp tục sẽ là một cái khẩu tiết hâm hai ha. Thì đa số những con bù lông pin trên thị trường thì đều khuyến mại cho anh em là một cái đầu khẩu hâm hai như thế này. Rồi thì trong đây sẽ gồm là một thân máy, hai pin và một sạc. Và anh em để ý thấy hàng thằng Hukan này nó làm tốt không ha. Thân máy này, pin này, sạc này bỏ trong thùng là cứng ngắc luôn anh em ha. Anh em di chuyển đường vòng đường dốc gì đó cũng rất là ok, không có bị va đập những cái linh kiện này hay những cái phụ kiện này với nhau để nó ảnh hưởng cái linh kiện trong máy ha anh em. Bởi vì những con thông thường á thì nó sẽ không có cái xốp này, và khi anh em di chuyển á thì cái pin này hoặc là thân máy hoặc là sạc nó đập với nhau thì nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó cho những linh kiện phía trong ha. Đó thì cái máy này nó có cái xốp này luôn, để đảm bảo anh em là rất ok để anh em sử dụng di chuyển trong đường dài ha. Rồi thì thân máy này anh em, sạc nè ha, sạc đế nha. Hai pin, đây hai pin thì cũng bỏ ra ngoài để mình giới thiệu cho anh em biết luôn ha. Còn cái này thì những cái linh tinh thì Thiện để xuống dưới đất nha. Đây thì đầu tiên là sạc, thì sạc thì đa số những con trên thị trường thì nó cũng vậy thôi anh em ha. Thì sẽ trang bị cho anh em là sạc đế ha, sạc đế rơi như thế này sạc cũng rất là nhanh thôi anh em. Thì ở trên cái sạc này nó sẽ có hai đèn hiển thị, một cái là đèn đỏ, một cái là đèn xanh. Và khi anh em ví dụ hết pin anh em sạc vô thì nó sẽ hiện ra đèn đỏ, và khi chúng ta sạc xong thì nó hiện đèn xanh ha anh em. Thì cái này thì đa số anh em nào cũng biết rồi ha, thì sẽ giới thiệu sơ thôi. Rồi tiếp tục là thân máy và hai pin. Thì thằng Hukan này thì nó sẽ đặc biệt cho anh em là nó có cái pin 15 cell ha anh em. Cái pin 15 cell này thì dung lượng cực kỳ trâu bò luôn anh em, làm bắn tôn là hết bà luôn anh em. Hai pin này thì anh em leo lên nóc nhà mình bắn tôn xong mình ăn cơm cho nó, mình ngủ trưa nó luôn anh em ha, rất là ok, rất là bền luôn ha. Thì thông số thì con này thì là pin 10 cell 21V. Thì viên này là 4 mAh hả anh em, và viên này là 21V 15 cell và là 6 mAh ha. Thì như anh em mình thấy thì công suất của viên pin này nó cho ra thì nó sẽ mạnh hơn con này một tí, và sử dụng lượng nó cũng nhiều hơn luôn hả anh em. Đó, thì hai viên này thì anh em sử dụng rất là ok luôn. Và anh em thấy đặc biệt nữa không, thì một thì lần này về thì pin nó sẽ là màu vàng ha. Thì mấy con trước anh em, mấy con mà thì mới bán trước kia thì nó sẽ màu đen ha. Thì lần này về thì pin nó màu vàng ha, khá đẹp. Đây anh em gấp vô đây, rất là đồng bộ luôn ha, cũng khá đẹp so với con máy luôn ha, rất đồng bộ, rất đẹp luôn anh em ha, đẹp như hoa hậu luôn. Rồi thì đầu tiên anh em có thể thấy ở đây sẽ là trang bị cho anh em là một cái đầu khẩu. Đầu khẩu này đầu khẩu 1/2 inch ha, đầu khẩu thông dụng trên thị trường, và cũng là tích hợp cho anh em là sử dụng cái đầu bắn tôn hoặc bắn vít. Anh em có thể bỏ thẳng vô trong này luôn. Đây ví dụ đầu bắn tôn nhá, anh em có thể bỏ thẳng vô trong này và anh em nhấn xuống nữa ha, bỏ rất là sâu ha anh em, bỏ rất là sâu luôn. Mình bỏ có thể gọi là lúc cán luôn anh em ha. Anh em thích lúc cán không? Chứ thiền thích lúc cán lắm đó. Thì đây anh em mới thấy ha, với dụng con thông thường thì nó sẽ ăn tới đây thôi, còn đây thì nó sẽ lúc hết luôn, nên đảm bảo anh em là đó, anh em có thể là rất là cứng ngắc nha, rất là cứng ha anh em. Không, nếu anh em sử dụng cái con Hukan này anh em đi bắn tôn thì không cần sử dụng cái đầu chuyển luôn ha, anh em đúc trực tiếp trong này luôn cũng rất là cứng, đảm bảo anh em sử dụng là ok luôn ha anh em. Đó là cái đầu khẩu. Rồi ở đây chỉ có một hộp nhôm bằng kim loại anh em, bằng kim loại thì con này hình như là bằng nhôm hay sao đó anh em ha, như thì nhớ không nhầm thì hình như bằng nhôm. Thì cái bộ búa nó nằm trong này ha. Rồi tiếp tục dưới đây nó sẽ là motor. Thì motor này là motor từ không chổi than ha. Thì cái motor từ không chổi than thì nó có rất là nhiều ưu điểm so với con motor có chổi than ha anh em. Như chẳng hạn là anh em có thể sử dụng ngoài mưa nè, rồi như là nó sẽ tiết kiệm pin hơn nè, công suất nó sẽ mạnh hơn ha. Đó là rất là nhiều đặc điểm. Mà chẳng hạn như anh em sử dụng trong môi trường mà nó có khí ga hoặc là có cái khí mà dễ bắt nổ anh em sử dụng motor có chổi than thì nó rất là nguy hiểm ha. Anh em bóp, anh em thả ra nó thắng lại, tia lửa nó tẹt lên, thì nếu mà nó bắt ga hoặc là nó bắt cái
những cái chất mà dễ gây nổ anh em thì nó sẽ gây cháy nổ liền, rất là nguy hiểm ha. Nên sử dụng con motor từ này rất là ok. Và đặc biệt thì motor từ nó chắc chắn nó sẽ bền hơn motor có chậu than nữa anh em. Đó, thì và nói về cái tính năng mà sử dụng ngoài trời mưa á, thì anh em nên hạn chế tính năng này thôi ha. Thực tế thì anh em ví dụ anh em mua về, đảm bảo anh em luôn ha, anh em mua về thì bao cho anh em là thì anh em nhúng xuống nước luôn, nó chạy được ok hết á ha. Nó không chạy thì anh em chạy về cho thiện, đảm bảo luôn. Nhưng sao anh em, nhưng anh em đừng có làm như vậy ha. Thiện thấy rất là nhiều những người khác họ làm như vậy trên YouTube, nhưng thật ra là không đúng đâu anh em. Bởi vì motor từ không chậu than, anh em nhúng vào nước chạy được thì được, nhưng chắc chắn con motor đó nó sẽ giảm tuổi thọ rất là nhiều luôn. Bởi vì trong này là sắt, là thép, là bi, là bồng, trong này là nhông, là nhíp ha, đều là bằng kim loại hết. Mà dính nước vô thì trong quá trình anh em mình sử dụng thì nó sẽ xét đi, rỉ xét đi, thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ không bền rồi ha, đảm bảo anh em luôn. Rồi thì chẳng hạn như tính năng sử dụng ngoài trời mưa này ha, thì anh em có thể là chẳng hạn như mình đang dùng, mình đang bắn tôn trên trời đi, hoặc là mình đang bắn trong thắm đi, thì mưa phùng hoặc là mưa sơ thì mình có thể làm ráng để xong công việc của mình rồi mình xuống thì ok. Chứ thực ra nếu mà mưa to anh em dùng thì nó cũng khẹt xung thì vẫn được thôi, nhưng nó sẽ không có đảm bảo được độ bền để mình sử dụng lâu dài ha anh em. Thì chính bản thân con người chúng ta cũng vậy anh em ha. Mưa nhỏ thì mình làm ráng được, chứ còn mưa to thì khuyên anh em là nên xuống đi ha. Mình vô mình chấp nhận là mình làm trễ chậm chậm một tí. Chứ nếu mà mình làm ráng mà làm mưa to thì chắc chắn sức khỏe anh em nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều ha. Đó là sức khỏe con người, đừng nói là con máy ha anh em. Đó. Rồi, thì tiếp tục là dưới này nó sẽ có là cái đạo chiêu cho anh em này ha, như con những con khoan điện bình thường thôi anh em. Đó, cái này thì để cho anh em đang biết rồi. Ở trước nó sẽ có một cái đèn pin ha, đèn pin để chờ sáng anh em, để mình như giờ mình sử dụng trong quá trình mà mình sử dụng môi trường thiếu sáng á, thì cái đèn pin này nó có thể giúp ích rất nhiều ha anh em. Còn là coi điều tóc nè ha, điều tóc anh em bóp nhẹ cho nhẹ mạnh lên mạnh. Thì con này thì đa số những anh khách ở đây á thì anh mua về bắn tôn là nhiều ha anh em. Mặc dù nó là cái đau bù lông, nhưng anh em những anh em mua về bán tôn rất là nhiều, bởi vì nguyên pin này, nguyên pin này rất là ok ha, có nguyên 15 cell này thì rất là ok. Rồi, thì mình sẽ nói nhanh một vài gọi là chức năng của máy cho anh em mình xem nhé. Đầu tiên là khi anh em vặn vào nhé, khi anh em vặn vào thì nó sẽ có hai chế độ, một là chạy nhanh, hai là chạy chậm ha anh em. Đó, khi anh em bật cái đèn sáng ở dưới thì nó sẽ chạy chậm ha, chạy chậm. Và khi bật đèn sáng lên, đèn trên, đây nó có nút bấm ở đây ha anh em, thì nó sẽ chạy nhanh. Đó. Và khi mở ra nè, và khi mở ra thì con máy này nó cũng sẽ cho anh em là hai chế độ, một là mở luôn ha, anh em nhấp thì là nó chạy, còn thả là nó dừng ha. Và thứ hai là anh em bật nó sáng đi ở đây, và ha, chế độ này là chế độ ngắt quãng ha anh em, chế độ ngắt quãng. Thì chế độ ngắt quãng này thì cũng khá là hay ha, bởi vì trong quá trình sử dụng mình sử dụng trên cao anh em, mình muốn mở những con bù lông hoặc những con tán, hoặc là anh em những mở những cái con vít băng tôn nữa, mình chỉ cần nới ra thôi thì mình sử dụng chế độ này thì nó sẽ nới ra thôi cho anh em ha, chứ nó không có rớt ra luôn ngoài luôn ha. Để tránh trường hợp là ví dụ nó mình chỉ cần nới ra thôi mà nó rớt ngoài luôn á, thì nó rớt xuống đất thì mất công mình đi leo lên leo xuống lụm ha anh em. Cũng khá là hay ở chế độ này đó. Thì trang pin con này là trang pin Makita ha anh em, trang pin Makita rất là thông dụng thị trường luôn. Trang pin này thì anh em mua pin mua bọng gì đó rất là dễ mua sạc luôn, rất là dễ kiếm trên thị trường ha anh em, đảm bảo ok cho anh em nhé. Và khi mà anh em mà mua mà anh em muốn chuyên vít luôn á thì vẫn có đầu để chuyển qua chuyên vít cho anh em sử dụng ha. Nhưng thì nói trước luôn, cái đầu chuyển chuyên vít đó nó sẽ không có bền nhiều ha anh em. Nếu anh em sử dụng vít thì như thiện này, anh em cứ chọc thẳng như trong này là anh em dùng luôn, rất là cứng, anh em không sợ bị rớt đâu ha, nhưng là rất là bền nữa ha, và sử dụng ra thì rất là bền, cho anh em thay qua cái đầu chuyên vít thì nó sẽ không bền bằng ha anh em. Đó, thì cũng giới thiệu sơ cho anh em ha. Đó, thì anh em nào mà quan tâm á thì liên hệ đến số điện thoại trên góc hình giúp Thiện nha, hoặc là để lại số điện thoại của anh em bên dưới thì sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn kỹ hơn về con bù lông pin Hukan này cho anh em biết thêm thông tin nha. Thì anh em xem video cho Thiện một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm thêm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi khi mà mỗi lần Thiện ra video á thì anh em sẽ có thông báo để anh em biết và vào xem những sản phẩm bên Thiện ha anh em. Thì xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo.